Chào các bạn đến với channel của HD. Channel của mình là chuyên làm về hướng dẫn edit video này, hình ảnh này, VFX này, mai mốt sâu hơn thì 3D, đó là lời hứa của mình thôi. Còn chắc cũng khoảng một thời gian nữa, tại vì cái 3D nó là một môi trường khác. Hôm nay thì chúng ta sẽ không có đi làm hiệu ứng, mà chúng ta sẽ cắt người ra khỏi cái background. Đó, giờ các bạn thấy mình toàn sử dụng mask ở trong After Effects, nhiều lắm là cái roto đúng không? Còn cái Rimmer thì đảm bảo là nó hơi ngu, thật sự là nó rất ngu. Nhưng nó sẽ không ngu khi mà các bạn kết hợp nó với là một cái plugin tên là Mocha, ngon, bổ, rẻ, nhanh, đẹp, mask, chuẩn luôn. Mình thấy về vụ cài đặt cái plugin Mocha này nó khá là dễ, tại vì nó nổi tiếng ở trên mạng rất là nhiều. Ai sử dụng After Effects thì người ta cũng sử dụng tới cái Mocha này hết. Cho nên là các bạn lên trên mạng các bạn tìm. Nếu mà có tiền thì vẫn nên ủng hộ nhà phát triển, tại vì nó đáng tiền đó, kiểu vậy. Ban đầu là mình định tính là mask cái đèn xe trong lúc mà xe di chuyển, hoặc là những cái vật thể đồ công nghệ thôi, nhưng mà quá là tầm thường cho nên mình chuyển sang mask Mikasa. Má ơi, vì content, vì cái thumbnail nó hấp dẫn về Mikasa thôi, chứ thực ra là tóc của Mikasa chỉ tát khùng điên luôn á. Hồi đó ai hỏi tôi AOT là phim gì tôi không biết, nhưng mà nói về Mikasa là tôi biết luôn, từ tiểu sử cho tới tương lai luôn. Sắp tới ra phim phần cuối mà Mikasa nó mệnh hệ gì là Eren chết với tôi chết chắc luôn. Rồi, không có lôi thôi nữa, bây giờ chúng ta tới với 3 bước mà các bạn cần phải lưu ý khi mà vào mask Mikasa ở trong Premiere Pro. Thứ nhất là chọn một cái footage mà cái vật thể di chuyển từ A đến B một cách tiện tiến đều thì càng tốt. Đừng có để tóc xỉa và cũng đừng có rung người. Nhớ nha, cái footage mà chúng ta sắp thực hành đây là có cả hai cái là tóc xỉa rung người luôn á. Vậy mới khó, có cái để làm chứ đúng không? Nói chứ Mikasa rung người khóc 1 thì anh em mình mask khóc 10. Hai là mask đường thẳng, chứ đừng ham hố tạo ra nhiều điểm là lúc sửa thấy bà luôn đó. Cái thứ ba, tùy kỹ luôn, là khi mà nhân vật có những cái bộ phận di chuyển một cách độc lập thì tốt nhất là nên tách riêng ra những cái phần đó. Ví dụ ở đây một cái cánh tay đúng không, thì nó sẽ có 3 phần di chuyển độc lập với nhau, là cái này riêng nè, cái này cũng riêng nè đó, và cái này cũng riêng luôn đó. Cho nên là nếu như gặp những cái vật thể như vậy thì các bạn cứ tách ra từng phần thì nó sẽ đẹp nhất. Nếu cứ cố gắng mask nguyên người cùng lúc á, thì không có phần mềm nào mà nó mask một cách chắc chắn 100% được. Các bạn sửa rất là nhiều, và cứ sửa từng chỗ này thì bạn sẽ quên cái chỗ kia, sửa chỗ kia sẽ quên ở góc này, 100% chắc chắn sẽ dính kiểu đó luôn. Theo thấy thì chắc là chỉ có nhiêu đó thôi. Bây giờ là mở cái Rimmer lên, cài cái Mocha rồi đúng không? Đầu tiên cho bạn coi qua Mikasa của mình đi ha. Trời đất ơi, nhìn mà muốn rơi nước mắt luôn ý chứ. Như nãy giờ mình nói, cái hiệu ứng mà chúng ta sẽ sử dụng là Mocha Pro, cứ kéo thẳng vào layer rồi xài thôi. Bạn có thấy cái logo của Mocha không? Bấm vào trong cái logo đó thì nó sẽ hiện ra một cái phần mềm mới, một cái giao diện của cái Mocha. Trong đây có 3 cái mà các bạn cần phải biết. Thứ nhất là cái kim thời gian mà kéo qua kéo lại, cũng giống như trên cái timeline của Premiere thôi. Thứ hai là lăn chuột lên xuống thì nó sẽ zoom ra zoom vào cái hình ảnh của chúng ta. Cái thứ ba là bạn nhấn giữ con lăn chuột á, nó sẽ cho phép các bạn kéo qua kéo lại cái hình ảnh để dễ dàng check hơn. Rồi, coi như là xong cái khâu chuẩn bị. Bây giờ chúng ta bắt đầu sử dụng cái công cụ mask để bo quanh cái người ở dưới của Mikasa trước. Như hồi nãy mình đã dặn là hạn chế sử dụng nhiều dấu chấm với lại các cái đường thẳng, đúng không? Với lại trong lúc mask mà thấy Mikasa đang xúc động quá mà các bạn cũng không kìm được lòng mà rung tay để chấm lộn chỗ thì có thể Ctrl Z lại cũng được. Cũng như các cái mask thông thường, khi mà các bạn vòng hết được nguyên người rồi á, muốn kết thúc cái mask thì một là các bạn click chuột phải, cái mask nó sẽ tự nối với lại cái điểm đầu. Hai nữa là các bạn đưa cái chuột tới click vào trong cái điểm đầu thì nó sẽ tự hình thành một cái mask hoàn chỉnh cho các bạn. Xong rồi thì nhớ check lại cái điểm nha mấy cha. Ví dụ cái trường hợp mà mấy cái điểm này nó dư quá, nó không có cần thiết thì mình bấm vô rồi mình bấm backspace thì nó sẽ tự xóa các cái điểm đó. Mình ở đây thì nó đã hoàn chỉnh rồi cho nên cần cho Z lại nha. Còn trong cái lúc mà chỉnh cái mask thấy còn một số điểm cần thêm nữa thì bấm vào trong công cụ này rồi click lên cái đường mask, tạo thêm một cái điểm mới rồi di chuyển lại nó như bình thường thôi. Ai là Weibo thì nhấn like một cái ở dưới đi. Trời đất ơi, để nhắc hoài luôn á. Đối với ai có một cái video ngắn khoảng 2 đến 3 giây và thích cái tính cẩn thận á, các bạn có thể click vào trong cái icon này để nó track từng frame về hướng bên phải. Nó sai chỗ nào thì mình sẽ sửa chỗ đó. Nhớ để ý cái màu của timeline nha. Màu xanh là track rồi, mà màu đỏ là chưa track. Còn để tự động, các bạn click vào trong icon track forward, nó sẽ tự động track hết nguyên cả cái phần sau luôn. Khúc này á, máy ai mà mạnh có con cạc màn hình xịn nữa thì xử lý mask rất là tốt. Rồi nè, đây. Đến cái đoạn mà Mikasa bắt đầu rung người khóc khúc khích á, thì cái mask nó sẽ bị lệch. Và cái cách fix đơn giản nhất đó là phải có sự can thiệp của con người. Thì lúc này các bạn đưa kim thời gian đến cái chỗ mà có cái đoạn mask nó bị trượt á, sau đó điều chỉnh nó lại.
ở một số chỗ thì các cái điểm của nó theo một cái đường thẳng, thì các bạn có thể chọn hết một lần các cái điểm đó rồi di chuyển cùng một lúc thì nó sẽ nhanh hơn chút. Tiếp theo, sau khi điều chỉnh cái mask lại với người của Mikasa rồi á, thì mình khuyên các bạn là vẫn tiếp tục crack từng frame. Tới frame nào mà bị lag á, thì chúng ta sẽ sửa ngay cái frame đó. Thường là các bạn nên giãn ra, cứ track khoảng 2 frame rồi chúng ta chỉnh một lần, track khoảng 2 frame là chúng ta chỉnh một lần. Tránh cái việc mà frame by frame nha, tại vì lag, lát nữa nó sẽ bị nhấp nhô cái mask của chúng ta ở cái phần thành quả. Chắc là mình sẽ tua nhanh một chút ở cái đoạn fix Mikasa rung người ha. Nói chung là công việc nó cũng lặp đi lặp lại thôi, cũng chỉnh từng frame. Đến cái phần sau thì nó mới bắt đầu dần ổn định lại. Hết cái khúc rung người á, phần sau cái mask nó sẽ làm việc đơn giản hơn. Chỉ đơn giản là được zoom vào thôi mà, đâu có gì chuyển động nữa đâu. Đó, trời ơi, bấm một cái là nó track mượt dễ sợ không? Bây giờ track xong rồi ha, thì các bạn nhớ đổi tên lại cái mask này thành một cái tên nào đó dễ nhớ, dễ phân biệt, để lát nữa còn nhiều mask khác nhau, nó dễ nhầm lẫn lắm á. Đổi xong thì bấm ra ngoài, đừng có chọn cái mask nữa. Bây giờ kéo cái timeline để review coi qua nè. Đó, lúc này là nó sẽ dễ nhìn hơn không? Chỗ nào mà trượt cái mask lại một xíu thôi là mình sẽ bấm vô lại cái layer và mình sẽ điều chỉnh lại thôi. Trời ơi, ok, mình nghĩ là cái áo của Mikasa là mượt mà đó. Tuy là hơi rung ở cái phần giữa khó khăn xíu nhưng mà đẹp rồi, đẹp rồi. Tiếp theo, bước 2, chúng ta sẽ mask nguyên cái đầu của Mikasa. Chọn lại cái công cụ mask hồi nãy, rồi bắt đầu đặt cái nét vẽ đầu tiên. Nó sẽ tạo ra một cái layer bên cái góc trái màn hình không? Thấy cái layer 2 không? Là cái mask thứ 2 rồi đó. Lưu ý này giùm tôi nha, khi mà vẽ cái mask 2 là nó phải chồng lên cái mask 1, để khi kết hợp cả hai cái mask lại, nó sẽ ra một cái người Mikasa trọn vẹn. Chứ các bạn kết hợp giữa mask 1 và mask 2 mà không thấy cái cổ đâu thì hơi bị mắc cười á, Mikasa không phải là thứ 8. Để các bạn dễ phân biệt hơn thì tôi sẽ đổi lại cái màu của cái mask 2 thành cái màu vàng. Đấy, bây giờ nhìn là thấy rồi đúng không? Nói chung cái cổ, ok. Cái vụ track của cái layer 2 này, mình nghĩ là các bạn sẽ cho nó tự động ở cái phần đầu là hợp lý. Còn đến cái khúc mà Mikasa rung thì vẫn là phải track bằng tay. Theo cá nhân mình thấy thì cái đầu của Mikasa bố cục của nó như cái lùm rơm vậy, cho nên là khá là dễ track. Thôi thì chúng ta skip nhanh để qua cái phần làm tóc là cái bước 3 đi ha. Để bắt đầu cái bước mask tóc này á, thì các bạn phải tạo ra một cái mask mà nó có cái sự dính liền với lại cái phần đầu. Giống như hồi nãy là cái phần đầu nó phải có cái sự dính liền với lại cái phần người á, đúng không? Trong trường hợp này chắc là cho nó chạy auto vài frame để coi thử này. Cũng khá là ok, là dính rồi đó, nó cũng phân biệt được rồi đó. Để cho các bạn nhìn đỡ rối mắt thì mình sẽ tắt cái hình ảnh của hai cái mask là cái người với lại cái đầu đi ha. Chỉ nhìn mỗi cái tóc thôi để cho dễ track. Khúc sau chắc là để cho nó auto tiếp một khúc nữa coi sao ha. Đó, cái vấn đề nó tới liền. Không biết các bạn để ý là tại sao xảy ra lỗi này không ạ? Vì cái tóc ban đầu nó chỉ có một cộng, mà bây giờ nó chẻ ra làm hai cộng, thì cái phần mềm nó tưởng là cái tóc cũ nó bị biến mất rồi, cho nên là nó không có track và nó không có dữ liệu. Bây giờ các bạn phải xử lý bằng tay, là phải chia cái mask ra làm sao để cho nó mask cả hai cộng tóc luôn. Trước khi xử lý cái phần tóc, mình muốn các bạn lưu ý một cái mẹo cực kỳ là quan trọng ở trong chỉnh mask của Mocha. Đó là trước khi mà bạn thay đổi cái hình dạng của cái mask một cách đột ngột á, thì các bạn phải đặt cái keyframe trước đó một frame. Ví dụ như hiện tại của mình á, là mình vừa chỉnh cái hình dạng của cái mask này, thì nó sẽ lưu lại ở đây cho mình một cái keyframe màu xanh lá cây. Nhưng giả sử may mắn là cái phần mask của bạn á, nó đẹp hết rồi, không có cần phải chỉnh sửa gì hết, thì hãy bấm vào trong cái icon này để tạo ra ngay một cái keyframe chỗ cái kim thời gian mà các bạn đang đặt, là cái lúc cái tóc vẫn còn nguyên một khối á. Xong rồi thì mới qua cái frame tiếp theo, điều chỉnh lại cái mask cho nó mới mẻ, đúng với là cái tóc mới. Mình dặn các bạn cái này là để tránh cái trường hợp cái mask đang tracking rất là ok, tự nhiên bạn chỉnh khơi một cái hình dạng mới lạ hoàn toàn luôn. Vô hình chung nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái hình dạng mà những cái mask trước đó bạn đã chỉnh. Cho mình ngắt qua các bạn một xíu nha. Thì mình muốn thông báo là khoa học After Effects đã vào trong cái giai đoạn là tiền sản xuất rồi đó. Thì trong cái lúc mà mình soạn cái giáo trình á, cái giáo trình rất là dài, và thực sự luôn là nếu như các bạn mà không có một cái kiến thức nền tảng về những cái đơn giản như là FPS, Composition, Nest hoặc là Keyframe, Velocity, thì khi mà qua phần mềm After Effects sẽ rất là khó tiếp thu. Nhiều thứ trong After Effects á, đôi khi các bạn dễ bị loạn với những cái kiến thức mà các bạn chưa biết và chưa bao giờ có cái sự hình dung trong đầu á. Cho nên trong lúc chờ đợi, các bạn có thể tham khảo về khóa học biên tập Premiere Pro mình đã nói trước đó nè.
mình dạy hết tất cả những gì ở trong cái Premiere Pro nó có luôn. Cho nên các bạn cứ yên tâm nhé, kiến thức nền tảng là vẫn còn. Bạn nào mà thích edit những video ngắn cá nhân, những video nhanh gọn, ví dụ Reel, TikTok, Short này, thì có thể tham khảo khóa học cắt kết PC của QuaHD luôn nhé. Trong phần mềm cắt kết PC có gì là QuaHD cũng dạy hết luôn, về tư duy dựng music này, rồi Velocity, đầy đủ hết. Link hai khóa học đó thì mình để một cái link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể vào đấy và được tư vấn miễn phí. Ok, bây giờ chúng ta trở lại bài học nhé. Cái frame tiếp theo thì chúng ta mới bắt đầu chỉnh lại cái hình dạng của cái mask. Cụ thể ở đây là chia một cọng tóc ra làm hai cọng tóc á. Về phần tóc thì mình nghĩ chỉ có cái mình vừa dặn là nó quan trọng thôi. Còn lại thì nó cũng sẽ lặp đi lặp lại các cái bước giống như hồi nãy giờ mà chúng ta sẽ làm. Đó chính là tracking cái mask vài frame rồi chỉnh, vài frame rồi chỉnh. Miễn là các bạn đủ thời gian, kiên nhẫn và độ tỉ mỉ thì cái tóc chắc chắn nó sẽ đẹp thôi. Một số ông sẽ thắc mắc là có cách nào là tách tóc nó nhanh hơn không? Bằng màu sắc hay bằng cái công cụ gì đó tự động được không? Thì đúng là sẽ có cách nếu như mà các bạn chủ động được cái footage và chủ động được cái background. Còn ở đây là anime phim hoạt hình, các bạn nhiều khi không có phân biệt được tóc nữa, chứ đừng có nói là máy móc nó tự làm cho mình. Sau một khoảng thời gian chém gió thì các bạn có thấy là ở giữa cái timeline ấy, mình đặt rất là nhiều keyframe màu xanh lá cây không? Tại vì phần đó tóc nó biến đổi cực kỳ là nhiều luôn. Cơ mà phần sau thì nó cũng giống như hai cái mask đầu tiên thôi, cũng dễ dàng à. Tới đây, mình nghĩ là các bạn cũng đã nắm được cái cách sử dụng cái mask trong Mocha này rồi, cho nên mình sẽ tua nhanh luôn cả cái phần làm tóc ở bên phải nha. Và rồi, cuối cùng thì chúng ta có 5 cái mask cho nhân vật Mikasa. Trời đất ơi, coi qua cái kết quả nè, cái khúc rung rung nè. Đó, bao nhiêu là hạnh phúc tràn về. Bây giờ, để sử dụng được cái đống mask này trong Premiere thì thứ nhất là các bạn phải lưu lại cái project này của Mocha. Thứ hai là các bạn quét chọn hết 5 cái mask mà các bạn vừa làm nãy giờ với mình. Bấm vào trong cái ô Export Shape, bấm vô chọn cái dòng format của Premiere á. Bấm tiếp cái ô là Copy to Clipboard. Làm như vậy á, là để xuất cái thông tin của 5 cái mask chúng ta vừa làm, lát nữa mang ra sử dụng cho Premiere được luôn. Vãi cả đạn chưa? Xong rồi bấm tắt cái Mocha đi. Nhớ là bấm lưu trước đó nha, chứ không là rớt nước mắt đó. Theo mình thấy, nhiều người khi mà tách bằng Mocha ở trong Premiere xong á, là người ta sẽ bấm vào trong cái ô Apply Mask và cái mask nó sẽ hiện ra luôn. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là cái layer của chúng ta đỏ lè, thấy không? Là rất là lag luôn á. Mình review cho các bạn coi là không thể nào mà lag nổi luôn. Bây giờ có một cái cách nó nhẹ nhàng hơn. Thì mình sẽ copy cái layer Mikasa ra, mình xóa cái Mocha đi. Rồi sau đó mình vào trong cái mục Opacity, mình click chuột phải, mình paste ra. Tức là mình sẽ dán 5 cái mask hồi nãy mà mình copy to clipboard á. Đây, thấy chưa? 5 cái mask mà nãy giờ mình với các bạn nó kỳ công làm ra đó. Mikasa khóc mượt mà chưa? Thiện style, thiện style. Cuối cùng, để cho cái mask nó mượt mà hơn, các cái viền nó không có được sắc quá. Rồi có những cái mà các bạn hồi nãy mask nó bị lỗi hơi ăn ra ngoài phía môi trường chút xíu á, thì chúng ta có thể dùng cái expansion và cái mask feather để điều chỉnh lại một chút, thì cái mask nó sẽ ngon lành nhất. Chắc thêm cái viền đỏ vô nữa cho các bạn coi thế với lại cái background thì nó sẽ làm việc như thế nào ha. Đó, như vậy là tách xong Mikasa rồi đúng không? Các bạn có thể ẩm bế Mikasa đi đến bất kỳ background nào, thêm cho Mikasa bất kỳ cái hiệu ứng nào mà các bạn mong muốn. Nếu mà thấy video này nó hữu ích, chắc chắn là cái kiểu mà Mocha kết hợp với lại mask của Premiere này là rất là được hữu ích rồi. Cho nên các bạn cho mình thêm một like và một subscribe nếu mà chưa subscribe channel QuaHD nha. Bây giờ trên YouTube nó ưu tiên những cái nhiều like thì nó mới có đề xuất, chứ không là view mà kiểu về kiến thức nó lọt thọt vậy nè. Với lại kiến thức thì thường là phải 3-4 tháng sau thì cái view nó mới bắt đầu có. Nên mấy cái like đầu tiên của bạn, các bạn rất là quan trọng. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mà nếu mà thắc mắc một cái hiệu ứng gì đó thì cứ comment ở phía dưới hoặc gửi video vào trong group tổ quà, sẽ được xem và hỗ trợ làm sao để các bạn edit ra những video kiểu đó. Hoặc không thì mình sẽ ra một cái video hướng dẫn ngay trên YouTube để chỉ cho các bạn luôn. Hoặc là các bạn muốn làm mình làm cái nội dung gì thêm để hướng dẫn về một cái gì đó thêm thì cứ thêm comment ở phía dưới nhé. Rồi, bye bye các bạn.